tắt điện nên là truyền hình. Như vậy là trọng tài đã thổi còi bắt đầu hiệp điều thứ nhất. Tôi xin công bố danh sách ra sân của FC Bất Động Sản. Các cầu thủ mang áo số 01 Trung Quyền, số 10 Văn Huân, số 05 Văn Tiến, số 37 Đình Phúc, số 86 Xuân Lợi, số 90 Quang Lâm và số 30 Hữu Mừng. Đẩy nhanh biên độ trận đấu lên ngay từ những phút đầu tiên. Như vậy là đã có bàn thắng cho FC Đồng Điền. Rất mình. Trong thời tiết loá như thế này tôi cũng chưa kịp theo dõi được. Có vẻ như số 7 Đức Bê Tô là cầu thủ ghi bàn. Vâng, một bàn thắng đến rất chấp nhoáng trong những phút thi đấu đầu tiên mùa giải lần thứ 2. Và trong mùa giải năm nay thì có 12 đội bóng đứng ra tổ chức. Văn Tiến dứt điểm. Một cú dứt điểm của Văn Huân nhưng hàng rào của Đồng Điền đã là rất kín. Thủ chuyền vào. Thủ môn đã kiểm soát được trái bóng. Kết thúc vòng thi đấu thứ hai. Tuy là vòng đấu thứ hai nhưng mà cũng chỉ có một số đội được đá đủ thôi. Còn đa phần dứt điểm. Dứt điểm khá nguy hiểm của Khánh Kệ. Chúng ta cùng xem lại tình huống ghi bóng cá nhân này Khánh Kệ. Khánh đã chủ động giật bóng về và xoay người dứt điểm ở góc xa. Bóng đi chệch cũng giật một chút. Vẫn còn, bóng vẫn trong chân các cầu thủ Đồng Điền đánh đâu. Rất nhiều những cơ hội nguy hiểm mà Đồng Điền đã triển khai một cách rất hiệu quả. Vừa rồi là cú đánh đầu của Đức Bê Tô. Bất Động Sản nhập cuộc đang bị có phần lép vế với Đồng Điền. Đồng Điền vẫn đang làm chủ chơi một chút. Phúc Nhộ. Trọng Biên. Như vậy là có bàn thắng thứ hai. Rất nhanh bàn này. Rất hay. Những đường truyền mang tính chất quyết định đều đến từ Đức Bê Tô. Hữu Mừng. Dứt điểm từ xa. Một cú tra đòn của Văn Huân. Dứt điểm từ xa. Bàn thắng thứ ba đến quá nhanh. Tôi vừa khen ngợi Đức Bê Tô thì lần này thì Đức Bê Tô cũng đã có một bàn thắng luôn. Quá hay. 3-0 trong nửa thi đấu hiệp thứ nhất. Một pha đi bóng cá nhân. Có tới hai cầu thủ đeo bám Đức Bê Tô nhưng Đức Bê Tô. Đỉnh đường. Tấn công bên phía cánh phải, được chuyền vào, dứt điểm. Rất đẹp mắt. Liên tiếp là những bàn thắng cho FC Đồng Điền. Như vậy là đã có bàn thắng cho cầu thủ mang áo số 5 Văn Tiến. Trong một tình huống mà tưởng chừng như không có gì nguy hiểm. Ở một góc rút gái hẹp. Chân chu hơn, chuyền vào. Phản công nhanh cho Đồng Điền. Đức Bê Tô dứt điểm. Bàn thắng thứ 5 đã đến cho Khánh Kệ. Khi mà Bất Động Sản đã dồn lên để họ tìm kiếm bàn thắng. Tìm kiếm thêm bàn thắng thì đòn hồi mã thường đã đến một cách rất nhanh chóng. Chuyển xe Đức Bê Tô dứt điểm. Rất căng. Một bàn thắng đẹp mắt quá. Sẽ là một trong những bàn thắng đẹp của vòng này. Đức Bê Tô rất thoáng. Đánh đầu. Bàn thắng đến khá đơn giản. Một cái cú đánh đầu khá nhẹ nhưng có điểm rơi lại hiểm. 7-1. Với hiệu suất ghi bàn như thế này thì chắc chắn là Đức Bê Tô sẽ vượt. Đức Bê Tô. Bóng từ trung tâm thủ Bất Động Sản. Dứt điểm từ xa. Dứt điểm. Cú dứt điểm đi đằng sau lưới. Đức Bê Tô. Bàn thắng thứ 8.
Bàn thắng của FC Đồng Niên đến cách rất đơn giản, rất là nhàn nhã. Thanh Tùng, Văn Huân rất quyết liệt. Đức Bê Tổ phạt công nhanh cho Đồng Niên, rất thoáng, dứt điểm ngay trong cái đà băng xuống ở bên cánh trái của Văn Quyến, nhưng mà chưa có một cái đường truyền căng ngang sang. Trương Máng rất thoáng, có bàn thắng không? Chưa đến, tung lưới rồi. Bàn thắng thứ 9, bàn thắng được ghi qua Phương Củi. Đã khá nhàn, Phương Củi đứng yên một chỗ khi mà đường bóng đã bật trực tuyến. Thì đây cũng là một tư liệu, và các cầu thủ sau khi về kết thúc trận đấu thì họ cũng sẽ có những tư liệu. Và như vậy là trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa FC Đồng Niên và Bất Động Sản, tỷ số 9-1 cho Đồng Niên. Chúc mừng Đồng Niên có một trận đấu thắng đậm.